Chào anh chị và các bạn, hôm nay trà sữa D6 Phan Thiết sẽ chia sẻ với anh chị và các bạn cách làm thạch rau câu thanh long tươi, chuẩn vị mà nhà trà sữa D6 đang bán. Bình Thuận là xứ sở của thanh long, nên anh chị lựa chọn và trái thanh long tươi và ngon là rất dễ dàng. Chúng ta có thể chọn thanh long ruột đỏ hoặc ruột trắng nếu mà ruột đỏ thì nó sẽ đẹp hơn rất nhiều so với ruột trắng nè chúng ta bỏ vỏ và cắt hạt lựu. Có thể làm hạt lựu lớn vì mình làm trong một cái khuôn tròn cho nên hạt lựu lớn tí, cũng không sao ha. Cho tất cả vào cái khay tròn mỗi một khay, thì một hoặc hai miếng thanh long cũng được nha. Tiếp theo là phần rau câu, Rau câu thì bên mình đã chia sẻ khá là nhiều rồi cho nên là hôm nay mình sẽ không nói lại. Vì sử dụng thanh long trắng nên, phần rau câu mình sẽ pha với màu đỏ của dâu tằm cho thành phẩm đẹp hơn. Nhà trà sữa D6 có bán trà dâu tằm, nên mình sẽ sử dụng nước cốt dâu tằm để pha với rau câu. Nhà mình không xài màu thực phẩm đâu bạn. Tùy bạn thích màu đậm hay nhạt mà cho vào cho phù hợp nhé rót rau câu vào khuôn và đóng nắp để tạo hình tròn nha. Tàn ten và đây là thành quả của nhà mình nè. Sau tầm 2 giờ bạn để tự nhiên không cần ngăn mát luôn vẫn đông lại nha. Bảo quản thì mình sẽ cho vào ngăn mát tủ lạnh. Bạn nào nếu ở Phan Thiết thì ghé ủng hộ trà sữa D6 ở số 4 Lê Duẩn Phan Thiết nhé. Và cũng đừng quên đăng ký kênh để nhận thêm nhiều thông tin về các món trà sữa nha. Cảm ơn cả nhà.